Dòng nước ngửa nghiêng, lả lơi ôm lấy thân người cậu Hai Tùng, chân ướt chân ráo, về thăm lại quê xưa, sau bao năm đạt sách nơi Sài Thành, đã làm cậu Hai Tùng thấy thiệt muốn chạy ngay ra bờ sông mà ngậm lặng. Cái ánh nắng cuối ngày, sao mà nó lả lơi, làm cậu càng say mê không thôi, cái con sông, bến nước miền Tây gạo trắng này. Mấy năm rồi, cậu lo chuyện đèn sách, cố công dùi mài ăn học, đặng làm nở mặt nở mày ông bà Năm Long. Cái gia đình luôn được người trong xóm kính trọng vì cái đức hạnh của bà Năm Long, cái uyên thấm tế nhị của ông Năm. Cộng thêm ông bà có đứa con độc nhất, thiệt hiền lành giỏi giắng, học cao hiểu rộng, lại được thêm cái nho nhã thư sinh, mặt mũi sáng láng, có giọng ca giọng cổ sao mùi ơi là mùi. Bởi vậy mà mấy con nhỏ trong xóm vừa mới tuổi cập kê là đã mơ mộng được cậu Hai rước về để hầu hạ ông bà Long, đặng theo cái nghĩa dâu con. Nhưng mấy cô cũng dần không chịu nổi khi thấy cậu Hai chỉ lo đèn sách, đặng chờ ngài lên Sài Thành thi thành cử nhân cho nở mặt ông bà Long. Thế là các cô lũ lượt đi tìm cho mình một anh chân quê thô mịch để nương thân, bỏ cái giấc mơ trở thành thím cử, là con dâu của một gia đình danh giá liệt giường. Ấy là chuyện của 3 năm về trước, chứ giờ cậu Hai Tùng đã làm mát mặt ông bà Long. Chỉ vài tháng nữa thôi là cậu Hai đã đặng cái chức danh kỹ sư nông nghiệp và về làm việc ở viện nghiên cứu nông sản lớn nhất nhì lục tỉnh. Vì cậu luôn giật cái bồng học bổng loại U nên người ta đã tài trợ luôn cho cậu để yên tâm ăn học thành tài. Và ở miệt Cần Thơ, nghe danh cậu Hai Tùng bảnh trai, học giỏi, con nhà danh giá, lại thêm lắm cô tiểu thơ đài cát miệt vườn, lại mơ mộng nâng khăn sửa túi cho cậu. Chiều nay, cậu lại ra bờ sông của nhà cậu tắm. Tuy biết rằng cũng có vài cô gái mới lớn gần nhà, canh cậu tắm, mà ngắm nhìn cho đã nổi mơ mộng. Cậu cũng lạnh lùng, chỉ mặc độc cái quần tắm nhỏ màu đen, nổi bật trên cái cơ thể trắng phao đẹp đẽ, mà khiến ai cho dù đàn ông hay đàn bà cũng đều chậm chân mà tấm tắc khen thầm cậu Hai Tùng đẹp thiệt. Nắng đã tắt, cậu Hai từ dưới sông bước lên bờ, bỏ qua những tiếng cười rúc rích thấp thoáng bóng dáng của các cô gái bên kia sông. Cậu mỉm cười một mình ra cái bè nằm nghỉ, chợp mắt hưởng cái thú nhẹ nhàng của miệt vườn sông nước, khác hẳn với sự náo nhiệt ồn ào ở chốn đô hội Sài Thành. Cậu chợp mắt lúc nào không biết, trong giấc ngủ chập chờn, cậu Hai Tùng như sống lại cái thuở thiếu thời của cậu. Chợt hòa trong sóng nước bập bềnh, cậu Hai nghe tiếng tơ đồng mang mát. Ừ, thú miệt vườn là vậy, nhẹ nhàng phong lưu, một câu ca, 6 câu ca, một giọng đờn kiềm chân chất mà sao có sức hút lạ thường. Những tiếng tơ đồng kia là thật. Cậu Hai chợt mở mắt, mới biết Trăng Non đã chết phía bờ sông. Cậu nhòi người, với cái áo khoác lên người, ngồi nghe khúc đờn kiềm, mắt cậu lim dim tận hưởng. Mấy năm sống ở Sài Thành, cậu luôn nhớ cái khúc Già Cổ Hoài Lang. Khúc đờn tiễn chân cậu lên đất Sài Thành mà quyến luyến trong lòng cậu, mỗi lần nhớ nhà, nhớ dòng sông bến nước, cái miền đất gạo trắng nước trong này, luôn lưu giữ mối tình đầu của cậu. Cậu liêm nhiêm mắt nhớ lại cái thuở học trung học ở thị xã, cứ mỗi chiều thứ bảy cậu lại nôn nao mong về nhà, không biết có phải cậu say mê tiếng đàn hay không, mà lúc nào cậu cũng chạy qua nhà của thím Ba Lục ở khúc ngã ba sông, nghe anh Tư Can khải khúc đàn kiềm. Tư là Tư Phú Tương, bao kim sắc phóng lên đàn, vào ra luống trong tinh nhàn, năm cánh mơ màng. Cái bản nhạc Già Cổ Hoài Lang sao mà nghe ray rất dữ, nó ru hồn cậu Hai Tùng. Lúc nào cũng vậy, nghe tiếng đờn báo nhịp sông lan là cậu cất giọng hòa thanh. Người đờn người sướng thì tao nhã vô cùng.
lại thêm một lần nữa, mấy đứa con gái cứ trong cuối tuần lại dẹp lá chuối quanh vườn, coi lén, đám con trai vừa nhâm nhi chung rượu, vừa sướng quà giọng cổ, và chỉ mong nghe tiếng đờn lời hát của Hai Tùng và Tư Can sướng quà. Thím Ba Lục nói ngày xưa, cũng tiếng đờn kìm mà chú Ba Lục mang được thím Ba về nhà làm vợ Thảo. Tuy ông ra đi sớm, nhưng bù lại thím Ba cũng có được mấy đứa con xinh xắn. Thằng Hai, con Ba rồi cũng trưởng thành. Con Ba lập gia đình, đi theo chồng tận xứ Bắc Hà, về bề bộn công việc kinh doanh, và ở xa nên mỗi năm một lần về thăm thím. Thằng Hai mang vợ con lên Sài Thành lập nghiệp. Được cái nó cũng khấm khá nên cứ hàng tuần dắt díu con cháu về thăm thím, làm rộn rã mấy gian nhà ngói đỏ. Thím cũng thấy vui vui. Mấy năm nay thím ở một mình với thằng Tư Can, cái thằng hiền lành chăm chỉ, nước da rám nắng sắn chắc, khuôn mặt chữ điền mạnh mẽ. Có lẽ nó thừa hưởng nhiều nhất nét đẹp mạnh mẽ từ ông Ba Lực. Chỉ có đôi mắt to đen nhánh, với hàng mi cong lúc nào cũng ương ước chực sắp khóc, với hàng lông mày lưỡi mát, đen nhánh là giống thím. Người ta nói rằng ai có cặp mắt đen nháy ướt át, đẹp thì có đẹp, nhưng lại số đa cảm. Vậy mà cũng ứng vào thím, mới chỉ 35, ngay độ mặn nồng thì đã xa rời ông Ba Lục. Thấy bà đành ở dậy nuôi con, mà thầm cầu mong cho thằng Tư Can đừng bất hạnh như bà. Tư Can vừa học xong trung học, thím biểu nó lên Sài Thành mà học tiếp cử nhân. Nhưng nó chỉ cười nói là, bỏ đi rồi, ai lo cho thím. Nên mấy năm rồi, nó gác chuyện học giúp thím coi sóc ruộng vườn. Cái thằng cũng mát tay, trồng cây nào sai trái mùa đó. Chỉ mới mấy năm thôi, nó đã trở thành ông chủ nhỏ miệt vườn, nức tiếng giỏi giang. Ruộng vườn nhà thím Ba cũng từ đó nở bộn, ngang ngửa đất vườn nhà ông Năm Long. Rồi bắt dạo từ khi thằng Hai Tùng lên Sài Thành học, Tư Can xin ông bà Năm Long nhận làm con nuôi, qua lại cho hai nhà bớt hiu quạnh. Đến mùa trái cây thu hoạch hay lúa, người ta lại thấy Tư Can tất bật chuyện ruộng vườn, thuê mướn nhân công. Hai nhà thân thiết như bà con, tối lửa tắt đèn có nhau. Thấy thằng Tư lớn hơn thằng Hai Tùng 2 tuổi, ông bà Năm Long biểu tụi nó kết nghĩa anh em. Từ dạo đó, hai đứa càng thân hơn. Cả dùng các cô gái bàn tán nức danh, đôi bạn cầm kỳ. Ai mà lấy được một trong hai người đó, chắc hẳn là phước. Mấy bà mẹ thường tỉ tê với nhau như vậy. Từ dạo thằng Tùng lên Sài Thành học, bỗng dưng tiếng đờn kìm của Tư Can cũng im bật. Có người hỏi, thằng Tư Can cũng chỉ biết cười, biểu là hổng có hứng. Và mỗi khi độ hè tới, thì đêm đầu tiên, tiếng đờn vang lên lại nơi ngã ba sông, thì biết rằng giọng ca mùi mùi của Hai Tùng sẽ cất lên sau nhịp sông Lan. Ấy là người ta biết ngay Hai Tùng sẽ về quê nghỉ hè. Thế là suốt 2 tháng hè, tiếng đờn kìm lại cất lên, hòa thanh cùng giọng ca mùi mẫn nơi ngã ba sông. Dường đường xa ông bươm, xin đó đừng phủ nghĩa tàu khang. Đêm luôn trong tình bạn, ngày mỏi mòn như đa giọng phu. Giọng phu giọng luôn trong tình chàng, xin chớ phủ phàng. Cứ hôm nào trời trong sáng, trong những dịp hè, các ông bà già cả lại pha trà ra giường ngồi uống trà, nghe khúc đàn kiềm mang mát trên sông, giao quà cùng giọng ca ngọt như mía lùi. Họ thường nói chế nhau, hai đứa no đúng là ba nha tử kiệt, đàn chỉ khải lên khi có bạn chi âm. Các cô gái đương thì lại thêm những đêm tơ tưởng xuân tình. Đêm nay cũng vậy, tiếng đàn lại vang mang mát trên sông. Nhưng sau đêm nay, Hai Tùng nghe trong dạ thấy nao nao. Trong giọng đàn như có điệu buồn. Hai Tùng bồi hồi, sao lại có cái cảm giác đó? Và kìa, hình như có cung đàn lõi nhịp. Hai Tùng mặc quần áo lại, dẹt lá đi dọc bờ sông, đến phía ngã ba sông.
thấy Tư Can đang ngồi khẩy đàn bên ly rượu. Kế bên một ly rượu để sẵn đang chờ bạn chi âm. Bóng trăng chênh chết nơi cái chòi dựng trên sông làm nổi bật ra dáng người đàn ông đẹp đẽ trên mặt sông lóng lánh. Hai Tùng im lặng, ngồi xuống bên Tư Can, rót một ly rượu uống cho ấm bụng. Chợt Hai Tùng nghe tiếng đàn rao, câu vô đề và báo nhịp sông lan. Hai Tùng nhắm mắt, ngã vào tấm lưng khỏe mạnh của Tư Can, cất giọng hát. Chàng hỡi chàng có hay, đêm thiếp nằm mơ những sầu cay. Bao thuở đó đầy sum dậy, duyên sắc cầm nhạc phai. Cũng như bao lần hòa giọng, nhưng sau hôm nay Hai Tùng cũng thổn thức trong giọng hát. Hay có lẽ tiếng đờn của Tư Can đã dẫn Hai Tùng vào tâm trạng xét lòng. Tiếng hát ngân bật, tiếng đàn chỉ còn là những âm thanh lạc lõng trên sông nước mênh mông. Hai Tùng lo lắng khi cảm nhận được qua tấm lưng của Tư Can những giọt nước mắt đang chực chào. Dưới ánh trăng, Hai Tùng thấy mắt Tư Can đỏ que. Cái gì vậy? Hai Tùng hoảng hốt. Tháng 6 má biểu anh phải đám cưới. Hai Tùng ngó chân Tư Can, lưỡi như dính lại dù anh muốn nói rất nhiều điều. Hai Tùng buông thõng người, sung lên bần bật, đổ ập như thân chuối vừa bị một làn dao sắc ngọt phập vào. Hai Tùng sung lên, hình như anh muốn khóc nhưng sao mắt cứ ráo quảnh. Tư Can giật nín lặng, đối mặt với dòng sông. Giọng nói Tư Can như tiếng đàn kìm lõi nhịp, lạc lõng giữa dòng. Ngày mai má sẽ qua mời ba má nuôi ở bển làm chủ hôn cho anh, lấy Hai Tâm con gái ông chính thu. Má nói con nhỏ nết na, giỏi giắng, đẹp gái nhất dùng. Gia cảnh thì cũng môn đăng hộ đối. Giả lại khi má sang dạm ngõ, con nhỏ cũng đỏ bừng mặt đồng ý. Coi như xứng lứa vừa đôi. Má nói chỉ còn mời ba má nuôi đứng làm chủ hôn, thì coi như đám cưới mát mặt, rỡ ràng nhất dùng này. Má cũng bàn với ba má nuôi, rồi chờ em học xong, cưới con nhỏ ba hương cho em. Vậy là hai đứa mình nặng nghĩa anh em cột chèo. Hai Tùng thấy tay mình lùng bùng, không còn biết nghe gì nữa. Sao hôm nay cung đờn lại lỗi nhịp như vậy? Anh thành gia tất, em phải vui chứ Tùng. Đừng khóc mà em. Ừ, ảnh biểu đừng khóc, mà phải vui khi Tư Can thành gia tất. Chuyện vui như vậy cứ sao Hai Tùng lại khóc? Trong đêm trăng thanh trên ngã ba sông lóng lánh ánh trăng. Đêm hôm nay, dường như lẫn trong tiếng sóng nước, có tiếng ai tắc nghẹn. Tiếng những hơi thở dồn như cố níu kéo quấn quýt lấy nhau. Giọt nước mắt hòa lẫn từng hơi thở nắc nghiệp. Không biết do bóng trăng sóng sánh trên mặt sông, hay căn chòi nhỏ như khẽ rung rinh theo từng nhịp thở khát khao, đau đớn. Đám cưới Tư Can thật là một đám cưới mà được nhiều người chú ý. Không phải vì bữa tiệc linh đình hay vì bà con dùng được mời rất nhiều, mà là vì ai cũng háo hức muốn chứng kiến một đám cưới đẹp đôi. 40 chiếc giỏ lái xếp dài dài sau chiếc thuyền hoa lộng lẫy chờ đón cô dâu về khúc ngã ba sông. Ai cũng vui mừng. Ông bà Năm Long từ lâu coi Tư Can như con của mình, cũng hí hả chia vui cùng thím ba. Bà Năm Long khoác tay bà ba cười sảng khoái, vì thầm mong với bà ba thế nào khi du học về, thằng Hai Tùng cũng có một cái đám cưới vui như vậy. Bà ba chắc lười tiếc rẻ, chuyện Hai Tùng phải trở về trường sớm, đặng còn làm thủ tục nhận học bổng đi du học. Thuyền qua rời bến, rẽ sóng đưa cô dâu về nhà chồng.
đi đến đâu. Hai bên bờ sông, người ta ra coi rất đông. Ai cũng tấm tắc khen ngợi vợ chồng Tư Can, thiệt đẹp đôi. Có lắm chàng trai cô gái đứng ngẩn ngơ tiếc rẻ khi thấy người trong mộng của mình thành gia thất. Tư Can đưa mắt nhìn hai bên bờ sông, nơi ngã ba sông, khuất trong những thân dừa nước, một bóng hình quen thuộc trong mắt Tư Can. Không ai có thể thấy được, riêng chỉ có Tư Can là nhận ra đó là ai. Một cái dãy tay chậm chậm, mắt Tư Can đỏ âu, thoảng đâu đó dẫn trên ngã ba sông, như còn động lại giọng ca buồn não. Đường dù xa ông bươm, xin đó đừng phụ nghĩa tàu khang. Ngoài làng ngóng trong tình chàng, bao thuở đó đầy sum dày, duyên sắc cầm nhạc phai à. Kể từ ngày đó, người ta không còn nghe thấy tiếng đàn kiềm của Tư Can nữa. Năm tháng trôi đi, bao năm trời tiếng đàn kiềm vẫn bật tâm. Cũng có lẽ là bấy nhiêu năm, hai Tùng xa xứ du học nơi phương xa. Có người nói rằng, chính họ đã thấy trong một đêm trăng, Tư Can ôm đàn ngồi bất động, rồi đột ngột ném cây đàn xuống ngã ba sông. Có những ông bà già nghe câu chuyện rồi chắc lưỡi. Không có kẻ chi âm, thì tiên đàn của Tư Can sẽ luôn là lạc điệu, thì đờn để làm gì? 10 năm rồi, cô Hai Tâm mà nay người ta quen gọi thím Tư Can, đã sanh được cho bà Ba Lục hai đứa cháu trai giống cha như tạc. Cô rất hạnh phúc bên người chồng rất mặn nồng tình cảm. Chỉ có điều vào những đêm trăng, Tư Can hay ngồi uống rượu một mình, không muốn ai quấy rầy. Cô thương chồng, nên cứ thấy đêm nào trăng đẹp hữu tình thì dọn mâm rượu cho anh ra chòi trên ngã ba sông, rồi dỗ con ngủ và lặng nhìn ngắm chồng qua khung cửa sổ. Có một đêm cô không để ý thằng con lớn chạy lăng quăng trên bờ sông, cao hứng cất giọng ca ghẹo con bé bên sông. Thằng nhỏ không biết thừa hưởng từ ai mà giọng của nó mùi ơi là mùi. Cô nhớ đến một giọng ca xưa mà đêm hè năm xưa cô vẫn hay nghe dặn trên ngã ba sông này. Cô giật mình định kéo nó vào thì thấy Tư Can nhìn thằng nhỏ mắt đỏ hoe. Cô rầy thằng nhỏ, chợt Tư Can khoát tay ngăn lại. Mẹ con thằng Hai Tùng qua đây, ngồi uống với tôi một ly. Thằng nhỏ ca ngọt lắm, sao mình lại la nó vậy? Mẹ con, bữa nào tí dạy con hát nghe. Thằng nhỏ đáp, tí hát sao bằng chú Hai bên nhà nội núi. Bữa hổm con qua nội núi chơi, thấy có một chú hát hay lắm. Chú thấy con biểu lại gần, chú nhìn con chăm chăm, rồi biểu con có thích hát cải lương không. Con nói thích, chú dạy cho con hát bài này đó. Cái gì Hai Tùng? Dạ, tí gọi con hả má? Tư Can thận người, vô thức rót rượu chàng ly. Cô Hai Tâm phải đỡ chai rượu trên tay chồng. Cô biết vì sao anh xúc động như vậy. Sao mà Hai Tùng về hổm rài không qua thăm vợ chồng cô. Chắc cậu ấy còn mệt. Để mơi, thế nào cô cũng thúc chồng qua bển thăm cậu Hai. Anh em của họ, mà nghe nói đâu tình thân như ruột thịt. Bỗng dẫn xa xa, gần ngã ba sông, một tiếng hát ngọt ngào, ai quán gian xa xa, như trần tình, quán tả, nỗi lòng ly hương. Tiếng hát cứ lượn lờ trên sông một cách cô độc tủi hờn. Tư Can chết lặng người, buông ly rượu tung tóe, lắp bắp. Đờn kiềm, mình ơi lấy giúp giùm tôi cây đờn kiềm. Cô Tư chỉ biết nhìn chồng rưng rưng lệ. Đờn kiềm ư, cái đêm trăng ấy, Tư Can đã thả cây đờn kiềm trôi theo dòng nước. Giờ thì còn đâu để cất tiếng giao quà. Ngoài làng ngóng tình bạn, xin đó đừng phụ nghĩa tàu khang.